cái giá là chú tối thượng, vậy tụng chú cần nữa không trong lúc ngồi thiền ạ? Đôi khi ngồi thiền mình vừa tụng chú vừa quan sát luôn người đang tụng, và khi tụng chú mình tập trung vào chú chứ không như ngồi thiền ở tâm giác thì tự do, nên như thế nào ạ? Là cũng một người có tu mà đang bị lung tung ở trong cái tu thôi. Giống như trong kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy có nói ha, một cái sát na như vậy, tâm mình nó sinh diệt hằng hà sa số, nó rất là nhanh, nhanh lắm. À, thì có nghĩa là nhiều khi các bạn, ví dụ như các bạn đang biết cái tâm biết đi, các bạn biết đó, các bạn đang rõ cái tâm biết đó, nhưng mà cỡ một giây sau thôi là các bạn sẽ thấy là ôi tôi biết được cái tâm biết, nhưng mà cái lúc này nó đã khác rồi. Các bạn hiểu không? Cái tâm mình nó rất là lẹ ha, và nó biến chuyển khôn lường đủ hả. À, chút nữa thì mình nói về tứ thiện bạc định các bạn sẽ thấy rõ hơn nữa. Ở vị trí giác rõ tất cả các pháp ha, các pháp của thế gian á, thì nó có cái nhị nguyên. Trong cái sự sống này mình có một cái tướng biết và cái bị biết, cái đề mục và cái tâm quan sát đó. Đó. Tụng chú là sẽ có một cái sự dụng công, có một người đang tụng một cái câu chú đó. Thì khi các bạn rõ cái người cái đang tụng chú đó, cái người đang tụng chú đó, bạn chỉ rõ được một đề mục một lượt thôi, một lần thôi, cái biết đó. Còn cái giác là không có dụng công, cái giác là bạn làm cái gì nó cũng hiện lộ với cái giác hết, tụng gì đó hiện với cái giác của mình hết. À, khi mình tụng có nghĩa là mình nhất tâm vào một cái đề mục đó, mà cái đề mục trong trường hợp của bạn này hỏi là cái câu chú, thì nó cũng giống như là mình hành thiền hơi thở vậy. Khi các bạn hành thiền hơi thở thì cái đề mục của mình là hơi thở. Khi các bạn tụng chú thì cái đề mục của mình là chú, câu chú ha. Thì tại sao con người ta tu chú? Tại sao con người ta tu hơi thở? Tại sao con người ta chánh niệm vào thân? Tại sao con người ta chánh niệm vào thọ? Tại sao con người ta chánh niệm vào tâm? Tại sao con người ta chánh niệm vào pháp? Chúng ta tu tìm một cái pháp để mà chúng ta tu là tại vì sao? Tại vì chúng ta bắt đầu luyện cái tâm của mình, làm chủ cái tâm của mình. Nói một cách dễ hiểu nhất là mình cột cái tâm của mình vào cái đề mục đó để nó không có chạy lung tung ha. Để chúng không có chạy lung tung. Một cách khác nữa là mình gom tâm mình lại làm một đó, đó là gọi là nhất tâm đó. Gom thành tựu thì gọi là nhất tâm đó, là cảnh giới cao nhất của thiền định ha. Thiền định đúng có thể đưa đến cái sự tịch diệt luôn, đưa vào niết bàn luôn. Cảnh giới cao nhất của thiền định, của sự sống ha, là nhất tâm bất loạn, nhất tâm. À, bây giờ các bạn có nhận được là tại sao người ta có pháp tu hay chưa? Tại sao? Bạn này trả lời thử, đưa microphone. Bây giờ hỏi là phải kiểm tra. Dạ alo, mình chọn một pháp tu bởi vì là mình cột tâm mình lại để mình định ở đó, mình khỏi bị phóng tâm đi nơi khác. Good job. Đó là lý do tại sao chúng ta có pháp tu ha, mà cái đó chỉ là định thôi. Thì lúc đó các bạn tu, các bạn sẽ đỡ phiền não rất là nhiều, và các bạn sẽ trải nghiệm được tứ thiền bát định luôn, cho đến cảnh trời cao nhất. Và rồi khi nó thuần khiết như vậy, bạn tiếp tục tu tập thì nó lại hòa vào niết bàn luôn ha. Lúc đó là định sanh tuệ đó. Nhưng nếu các bạn tu định mà các bạn không đi vào những tầng niết bàn
những tầng tuệ của thánh hiền, thì các bạn sẽ không có cắt đứt phiền não ở tận gốc. Chỉ khi các bạn vào cái quả vị của bậc thánh thứ nhất Tu Đà Hoàn ha, trở lên là các bạn mới bắt đầu bứng gốc tất cả mọi phiền não. Đó là lý do mà tại sao có rất là nhiều người họ đi vào những khu rừng, họ hành thiền rất là nhiều năm, họ có được những cái định, những cái hạnh phúc rất là sâu ha, nhưng mà họ không đạt đến vị trí thánh hiền của Niết Bàn, của tâm đạo, của bậc thánh. Thì họ đi ra ngoài đời, họ vẫn bị nằm ở trong cái tâm thức, tâm ngã, và họ bị rối ren, và họ vẫn bị khổ như thường. Tại sao? Tại cái pháp tu đó có điều kiện luyện cái tâm để được thanh tịnh ha, luyện cái tâm để được thanh tịnh. Thì khi luyện, tâm mình sẽ vào thanh tịnh. Tu cái đó là do môi trường và do cái sự tu luyện. Nhưng có một loại tuệ mà không cần luyện, mà cái bản chất của mình lúc nào mình cũng có. Cái đó là cội nguồn chân thật của tất cả mọi chúng ta. Cái đó thì lúc mình hạnh phúc mình cũng không có dính, rồi lúc đau khổ mình cũng không có dính. Cái đó là cái nào? Niết bàn. Good job. Rồi ha. Nhưng nếu các bạn không có được những cái trải nghiệm sâu trong trí tuệ, các bạn không có nếm được những hương vị của tứ thiền, tứ thiền bát định, thì lúc đó các bạn cũng sẽ chưa có biết quý cái Niết Bàn. Cũng giống như là các bạn là những em bé đi, có nghĩa là em bị đưa ví dụ là có những em bé 3 tuổi đi, lúc đó các bạn đưa châu báu cho em bé đó, em bé đó sẽ không biết quý, không? Bởi vì chúng không biết cái đó có giá trị, trong khái niệm của chúng không có cái đó. Cũng giống như vậy, khi các bạn chưa có những cái trải nghiệm trong tu tập thì các bạn sẽ không có biết Niết Bàn là cái lạc tối thượng. Tại vì các bạn còn nghĩ là những cái hạnh phúc khác nó cao thượng hơn, nó tốt đẹp hơn, vân vân. Cho nên bây giờ mình sẽ muốn các bạn trực tiếp trải nghiệm tứ thiền bát định. Hy vọng là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm được ha, ít nhất là cũng vào tứ thiền ha, hoặc ít nhất là trong khóa thiền này. Thế mình sẽ cho các mọi người thấy là khi mà chia sẻ đúng chân lý thì các bạn sẽ có những cái trải nghiệm đúng theo kinh điển, bằng chính những cái sự chứng ngộ, sự bình an, sự hỷ lạc, sự hạnh phúc, sự giải thoát trong thân tâm của các bạn. Thế mình trả lời cái đó là bạn đặt câu hỏi thứ nhất về cái giác và cái chú đó, bạn thông chưa? Rồi. Lấy máy đưa bạn ấy nói. Dạ thưa sư phụ, là khi 3 ngày trước đặt câu hỏi, nói chúng con là đặt câu hỏi, thì bữa giờ ở nhà thì con có niệm chú và hành thiền ở tâm giác. Mà sớm nay khi mà thưa sư phụ cho thiền hơi thở thì tự nhiên câu trả lời là đang định cái tâm mà. Good job. Đến đây là tự nhiên sẽ nhận được câu trả lời nhé. Good job.